Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 22 tháng 1 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin bị giam ở Việt Nam từ khỏe mạnh bỗng thành suy sụp. Người bị tạm giam từ khỏe mạnh bỗng thành suy sụp, chân đi không vững khi ra tòa phải được cảnh sát tư pháp dìu đi. Đó là hình ảnh của cựu đại úy công an Lê Chí Thành hôm 14 tháng 1 tại Tòa án Nhân dân thành phố Thủ Đức. Trước đó cũng có hai bị cáo trẻ tuổi là Nguyễn Chí Hải 19 tuổi và Nguyễn Hữu Nhân 17 tuổi. Cũng đi không nổi, tay không nhấc được khỏi còng, khiến dư luận tự nhiên đặt câu hỏi về chuyện gì đã xảy ra trong trại giam đối với họ. Luật sư Ngô Ngọc Trai đã bình luận sự việc này trong bài viết trên trang Facebook cá nhân của ông như sau. Mới đây, khi xem trên mạng xã hội, tôi thấy có hình ảnh ở hai vụ án khác nhau đã để lại trong lòng nhiều suy nghĩ. Hình ảnh ấy cho thấy cả hai bị cáo dường như đã gặp phải những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe, mặc dù trước đó họ đều là những thanh niên khỏe mạnh. Đây là hình ảnh bị cáo Nguyễn Hữu Nhân, 17 tuổi, tại tòa không thể đứng, phải được dìu sau 6 tháng bị giam giữ. Bị cáo vị thanh niên này khai rằng bị điều tra viên nắm tóc giật, khai sai một ý là tát một cái, và đe dọa bắt cả cha khi cháu yêu cầu được có mặt cha khi bị buộc lấy lời khai. Phỉ báng pháp luật hơn nữa là khi chính vị đại diện Viện Kiểm sát lý sự rằng việc nắm tóc giật là quá trình sử dụng nghiệp vụ điều tra, đâu phải lúc nào người phạm tội cũng nhận tội. Báo Tuổi Trẻ đã đưa tin như vậy hôm 26 tháng 11 năm 2021. Vài năm trước khi tham gia bảo chữa cho thân chủ bị tạm giam tại trại số 2 ở Hà Nội, được phản ánh cho biết dù là mùa đông rét mướt nhưng nhiều tháng không được ăn cơm canh nóng, sử dụng nước nóng. Những điều vốn rất giản dị với những người ở bên ngoài, nhưng trong trại tạm giam lại không có được. Do bất cập của việc chuẩn bị, phân phát đồ ăn, nên khi đến tay người ăn, thì đồ ăn đã nguội. Một lần khác, khi làm việc với người bị giam ở trại giam Cầu Cao tại Thanh Hóa, được cho biết mùa hè nóng nực gần 40 độ, nhưng phòng giam không có quạt điện, diện tích chỉ hơn chục mét vuông, nhưng giam đến 7 đến 8 người. Những người bị giam đã treo một chiếc chiếu lên trên trần, rồi buộc dây hai đầu co kéo qua lại, để tạo không khí thoáng mát trong phòng giam. Khi ấy, bản thân tôi cũng đã viết kiến nghị và nêu vấn đề qua bài báo. Vào năm 2015, khi bảo chữa cho vụ thiếu niên Đỗ Đăng Dư bị bạn giam đánh tử vong, tôi cũng phản ánh tình trạng cơ sở hạ tầng xuống cấp, phòng giam chật hẹp để gióng lên hồi chuông kêu cứu cho những người bị giam giữ. Quá trình kêu oan cho tử tù Hàn Đức Long trước kia cũng được cho biết đã bị đánh. Hành trình minh oan cho tử tù cũng là hành trình kêu gọi thúc đẩy những cải cách tiến bộ tư pháp. Ở Việt Nam đã có hơn 16.000 luật sư, hơn 21.000 nhà báo, cùng với đó là công chức các ban ngành, nhưng ít người lên tiếng thúc đẩy cải thiện môi trường giam giữ. Luật sư Ngô Ngọc Trai đã nêu ra nhận định của mình như vậy. Trước đó, cựu đại úy công an Lê Chí Thành đã tố cáo là bị tra tấn dã man trong trại giam. Tuy nhiên, thông tin đăng tải trên blogger đại diện nó EFA không được cơ quan tư pháp nào của Việt Nam can thiệp hay xử lý. Đây là hình ảnh bên phải là hình ảnh ông Lê Chí Thành lúc bị bắt to khỏe lực lưỡng, và bên trái là Lê Chí Thành ra tòa gầy yếu không đứng nổi, phải có hai cảnh sát dìu hai bên. Thậm chí các trang dư luận viên như Che Làng blog.com hay Cánh Cỏ .net còn viết rằng đài EFA đưa thông tin bịa đặt. Nay thì trước thanh thiên bạch nhật, báo chí đã đưa hình ảnh cho thấy Lê Chí Thành chân đi không vững, người gầy yếu với hai cảnh sát dìu hai bên. Blogger Tuấn Khanh đã chia sẻ trang thông tin của mình như sau. Lê Chí Thành, cựu đại úy công an, bị bắt giam vào tháng 4 năm 2021 vì dám tố cáo cấp trên tham nhũng. Hiện có lời tố cáo rằng anh bị những đòn thủ tra tấn dã man ở trại giam công an thành phố Thủ Đức. Bà Lê Thị Phú, mẹ của công an Lê Chí Thành, cũng xuất hiện trên một video cá nhân vào ngày 29 tháng 10 năm 2021, đọc thư đòi công bằng cho con trai bà. Trong đó nhấn mạnh rằng anh Thành bị trói, treo hai tay, hai chân suốt 7 ngày trong một hầm cứt. Lê Chí Thành từng là đại úy công an, công tác tại một số trại giam và đã bị kỷ luật, bị tước danh hiệu công an nhân dân vào năm 2020. Trước đó, anh xuất hiện trên nhiều video trực tiếp phát livestream với nội dung tố cáo lãnh đạo các trại giam tham nhũng, lạm dụng sức lao động của tù nhân vào việc riêng, hành xử tàn ác với tù nhân lớn tuổi, v.v.
Đây là hình ảnh đại úy Lê Chí Thành nhiều lần livestream phát trực tiếp tố cáo tiêu cực trong ngành công an mà người đứng đầu là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Những video liên tục tố cáo và vạch mặt công khai nhiều lãnh đạo trại giam của anh Lê Chí Thành cũng khiến cho kéo theo nhiều sĩ quan khác ở các trại giam lên tiếng ủng hộ, xác nhận những điều anh Lê Chí Thành nói là đúng. Hiện nay, những video này nhanh chóng biến mất trên nền tảng YouTube mà không rõ lý do là vì sao, cũng như không ai biết số phận của những công an viên hưởng ứng hoạt động của anh Lê Chí Thành ra sao. Cùng với những lời tố cáo trên trang mạng YouTube và Facebook, anh Thành nói rằng anh cũng có gửi đơn tố cáo đi các cơ quan chức năng đúng theo luật pháp Việt Nam nhưng không có ai trả lời đơn thư tố cáo của anh. Một thời gian dài từ năm 2020 và đầu năm 2021, Lê Chí Thành từng được cộng đồng mạng tìm đến như một hiện tượng khi chuyên đăng tải các video giám sát cảnh sát giao thông đang làm việc, gây xôn xao dư luận. Ngôn ngữ trong dân chúng gọi những cảnh sát giao thông chặn xe, tìm cách phạt tiền bỏ túi riêng là bọn đi kiếm bánh mì. Tình trạng tham nhũng và lũng đoạn này là có thật và diễn ra ở nhiều nơi tại Thành phố Hồ Chí Minh và trên cả nước. Mặc dù người dân liên tục đưa ra những hình ảnh chứng minh cho thấy cảnh sát giao thông lạm quyền mãi lộ, nhưng sự bao che vẫn diễn ra, khiến hầu như người dân ai cũng tức giận. Trong một lần phát trực tiếp khi nghe mọi người ta thán về tệ nạn này, anh Lê Chí Thành nói với tư cách là một công an viên rằng anh sẽ tìm cách giám sát những nơi được người dân nhắn tin cho biết đang có tình trạng như vậy. Đây là hình ảnh sau nhiều lần giám sát cảnh sát giao thông thì Lê Chí Thành đã bị cảnh sát giao thông bắt và quy kết tội chống người thi hành công vụ. Những video mà anh Lê Chí Thành quay trực tiếp đến chất vấn các nhóm cảnh sát giao thông đang làm tiền người dân khiến những cảnh sát giao thông phải bỏ chạy, thậm chí tìm mọi cách để che bảng tên vì sợ bị phát hiện, khiến người dân theo dõi mỗi lúc một nhiều. Có những video số lượng người theo dõi vượt con số 1 triệu trong vài giờ mà thôi. Cuối cùng thì vào ngày 14 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thủ Đức đã hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam với Lê Chí Thành, 38 tuổi, hộ khẩu thường trú ở tỉnh Bình Thuận, sống tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo cơ quan điều tra trước đó, Lê Chí Thành đã có nhiều lần cản trở lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ, tạo cớ khiêu khích, xuyên tạc, đưa thông tin sai sự thật về hoạt động công vụ, rồi phát tán lên mạng xã hội. Mục đích là thu hút người để theo dõi, để trục lợi cá nhân, tác động xấu đến an ninh trật tự. Cho đến nay, tội danh của Lê Chí Thành là chống người thi hành công vụ, nhưng giai đoạn điều tra đến 7 tháng vẫn chưa kết thúc. Bà Phú, mẹ của anh Lê Chí Thành cho biết rằng lâu nay các điều tra viên nói với bà rằng anh Thành vẫn luôn khỏe mạnh và không có việc gì phải lo. Những tiết lộ mới nhất từ trại giam khiến cho bà cảm thấy kinh hoàng như ngoài chuyện tra tấn còn là sự lừa dối đáng sợ từ các điều tra viên. Đây là hình ảnh cho thấy Lê Chí Thành là người to khỏe, mạnh mẽ ngay trước khi bị bắt, nhưng cuối cùng trở nên gầy yếu, suy sụp khi xuất hiện ở tòa. Luật sư Đặng Đình Mạnh, người đại diện bảo chữa cho anh Lê Chí Thành, kể rằng vào ngày 19 tháng 10, cuối buổi gặp trước hai điều tra viên là Lưu Đức Nghĩa, Nguyễn Thị Hạnh, anh Lê Chí Thành đã khẳng định anh đã bị tra tấn và bị treo ngược lên suốt 7 ngày. Mọi sinh hoạt, ăn ngủ, đi vệ sinh đều diễn ra ở một chỗ. Nhiều ngón tay của anh Lê Chí Thành đã gần như bị tê liệt. Hai chân đi còn không vững. Ngay khi phát hiện tình trạng sức khỏe nguy kịch của anh Lê Chí Thành, luật sư Mạnh đã yêu cầu phía điều tra viên ghi tất cả những chi tiết này vào trong biên bản làm việc, nhưng họ từ chối. Tuy vậy, họ nói rằng sẽ chuyển ghi chú sự việc này và đề nghị giải quyết. Bà Phú khóc và nói trong video tố cáo, cầu xin cộng đồng mạng cùng lên tiếng để cứu con trai bà. Vì bà tin rằng trong trại giam, sự trả thù với những đòn tra tấn dã man đang giết dần giết mòn anh Thành. Hiện luật sư Đặng Đình Mạnh đã gửi thư đến Giám đốc Công an Thủ Đức và Viện Kiểm sát Thủ Đức để yêu cầu tiến hành thăm khám sức khỏe của anh Lê Chí Thành và yêu cầu lời giải thích về việc tra tấn vô nhân đạo này. Kính mời các bạn xem bản tin Nhà luật và diện mạo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Thu 300 triệu trên mỗi lốt xe cửa khẩu, các nhà luật không thể tự tung tự tác để ngang nhiên thu tiền của tài xế và chủ hàng nếu không có sự dung túng và tiếp tay của cán bộ. Hiện tượng này đã phổ biến từ rất lâu,
Tuy giá làm luật tăng cao do tình trạng xe nông sản xuất khẩu qua Trung Quốc bị ùn ứ hàng ngàn chiếc tại cửa khẩu tại Lạng Sơn. Theo điều tra của phóng viên báo Giao thông, mỗi xe xuất khẩu nông sản qua cửa khẩu ở Lạng Sơn, ngoài việc phải chi tiền làm luật hàng chục triệu đồng, chủ hàng muốn được thông quan nhanh còn phải chi cả trăm triệu đồng để mua lốt. Đây là hình ảnh các biên nhận chi tiền cho thấy doanh nghiệp và người dân cắn răng chi hàng trăm triệu đồng mua lốt xuất nông sản qua cửa khẩu ở Lạng Sơn. Tác giả Trần Văn đã bình luận trên hiện tượng trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, scandal bán chỗ, tiếng lóng là bán lốt cho những xe vận tải cần thông quan để mang nông sản Việt Nam sang Trung Quốc, coi như đã được xử lý xong. Sau khi công an tỉnh Lạng Sơn thông báo đã khởi tố và tống giam hai nhân viên đội trật tự đô thị huyện Cao Lộc vì nhận hối lộ cùng với một người đàn ông giữ vai trò trung gian giữa bên mua lốt và bên bán lốt vì tội đưa hối lộ. Chuyện vài ngàn xe vận tải chở đủ loại nông sản từ khắp nơi ở Việt Nam sang Trung Quốc nhưng bị kẹt tại các cửa khẩu ở Tân Thanh, Hữu Nghị, Chi Mà thuộc Lạng Sơn đã xảy ra từ cách đây vài tháng. Không chỉ nông dân, thương lái mà các doanh nghiệp chuyên thu mua nông sản để xuất cảng sang Trung Quốc cũng điêu đứng. Sự điêu đứng này không đơn thuần vì Trung Quốc thay đổi chính sách để ngăn ngừa dịch bệnh. Cũng theo loạt bài điều tra do tờ Giao thông thực hiện, thì để thoát cảnh dài cổ đợi chờ, nông sản hư thối phải đổ bỏ, hoặc chủ hàng hoặc tài xế xe chở hàng sẽ phải chi hàng trăm triệu đồng mua lốt, tức là mua chỗ để có thể hoàn tất thủ tục thông quan sớm hơn, không phải chờ đợi như các chủ hàng khác hoặc tài xế khác. Tiền mua lốt chỉ là một trong số những khoản phải chi khi chở nông sản sang Trung Quốc. Ngoài tiền mua lốt, chủ hàng hoặc tài xế phải trả tiền luật và những chi phí chính thức cho cả phía Việt Nam và Trung Quốc. Trước kia, chi phí cho một xe vận tải thông quan với Việt Nam dao động trong khoảng từ 6 triệu đến 8 triệu đồng. Khoản này bao gồm cả tiền luật lẫn các chi phí chính thức. Từ khi Trung Quốc thực thi các biện pháp kiểm soát nhập cảng với lý do ngăn ngừa dịch bệnh, dẫn tới tình trạng xe vận tải chở nông sản bị nghẽn ở các cửa khẩu trên lãnh thổ Việt Nam, riêng tiền luật đã có lúc tăng lên đến 20 triệu đồng mỗi xe. Đây là hình ảnh sơ đồ mô tả quy trình cho thấy xe tải sau khi đến Lạng Sơn phải trải qua rất nhiều khâu thủ tục mới sang được đến Trung Quốc. Mỗi khâu thủ tục đều tốn kém, chưa kể chi phí lưu kho, vãn ở cho tài xế. Dựa trên số liệu thu thập được, từ ngày 25 tháng 12 năm 2021 đến ngày 12 tháng 1 năm 2022, ba cửa khẩu ở Lạng Sơn đã giải quyết cho thông quan 3.200 xe vận tải chở nông sản xuất cảng sang Trung Quốc. Báo Giao thông ước tính với số lượng xe được thông quan từ 25 xe đến 80 xe mỗi ngày, nếu chỉ tính tiền luật ở mức chi hữu nghị là 10 triệu đồng mỗi xe, chưa kể tiền mua lốt, các chủ hàng và tài xế đã phải bỏ ra 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng mỗi ngày. Và câu hỏi đặt ra là khoản tiền khổng lồ đó đã đi đâu? Và vào túi ai? Chắc chắn không phải đổ hết vào túi ba nhân vật vừa bị công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố và tống giam. Liên quan đến kiểm soát thông quan nông sản xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc, cũng có nhiều ngành bao gồm công an, biên phòng, hải quan ở nhiều cấp, huyện, tỉnh. Theo những phóng viên thường trực, hiện loạt bài điều tra vừa kể thì các nhân viên hữu trách biết rất rõ về sự hiện diện của nhà luật. Họ gọi đó là mô hình nhà luật. Một cán bộ làm việc tại trạm kiểm soát liên ngành của Lạng Sơn đặt ở Dốc Quýt cho biết. Và có khoảng 10 nhà luật làm việc ở khu vực Dốc Quýt từ nhiều năm, trong đó có cả thân nhân của những người làm việc trong trạm. Thậm chí, từ khi xe vận tải chở nông sản xuất cảng bị nghẽn do Trung Quốc siết chặt việc nhập cảng nông sản để ngăn ngừa dịch bệnh, khu vực Dốc Quýt đột nhiên có thêm 4-5 nhà luật mới là cung cấp dịch vụ bán lốt với giá rất mắc, song hiệu quả rất cao mà các nhà luật có thâm niên lâu hơn không thể bị được, bởi không thể sắp đặt cho khách hàng thông quan suôn sẻ như thế. Và loạt bài điều tra của tờ Giao thông đính kèm rất nhiều ảnh, ấn tượng nhất là những tấm ảnh chụp tin nhắn trao đổi mặc cả giữa chủ hàng, tài xế với các nhà luật về tiền luật. Đây là hình ảnh biên nhận đã nhận đủ số tiền luật là hơn 14,5 triệu đồng của nhà luật tại cửa khẩu Tân Thành. Thậm chí có nhà luật còn viết hóa đơn, ký tên xác nhận đã nhận đủ tiền luật để tài xế có chứng cứ về tính toán lại với chủ hàng. Có một điều đáng ngạc nhiên là chính quyền tỉnh Lạng Sơn và công an của tỉnh này không thấy khen và cũng không thấy thẹn khi câu chuyện nhà luật, tiền luật được kể công khai.
Phó Chủ tịch tỉnh bảo với báo chí đã yêu cầu Công an tỉnh và Bộ đội Biên phòng và Cục Hải quan báo cáo cung cấp thông tin. Còn Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn thì dõng dạc tuyên bố rằng Công an tỉnh này mới bắt 3 người để điều tra. Cứ cho là bây giờ lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và Công an tỉnh này mới biết về nhà luật và tiền luật, nhưng nếu giờ mới biết khi tình trạng đã kéo dài hàng chục năm thì với năng lực và nhận thức trách nhiệm hạn chế như thế, họ cũng xứng đáng nhận lương, xứng đáng được đãi ngộ để thực thi công vụ trong phạm vi trách nhiệm của họ hay không? Thượng cấp của họ có thấy thẹn mỗi khi vỗ ngực tuyên xưng hệ thống là của dân, do dân và vì dân hay không? Chưa thể biết tiền luật đi vào túi ai, nhưng chắc chắn những khoản tiền đó đã biến mồ hôi của người nông dân là những người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, trở thành nước mắt. Đây là hình ảnh bữa cơm tài xế bày ra ngay tại nơi xe đậu, trong cái xe chờ có khi cả tháng trời ở cửa khẩu. Những chi phí như tiền luật, tiền mua lốt có khác gì một loại nhiên liệu để các hệ thống đang thực thi kinh tế thị trường theo định hướng xã chủ nghĩa vận hành loại máy ép liên tục ép giá nông sản thành bèo bọt và ép nông dân tới sát đáy của cùng khổ, và các thế hệ nông dân cứ thế thay nhau cắn răng mà chịu. Luật bàn về sự việc này, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân cho rằng đây là hành vi không chỉ vi phạm pháp luật mà còn thể hiện sự thất đức của các đối tượng liên quan. Trong khi người dân và doanh nghiệp như đang ngồi trên đống lửa thì gặp phải khó khăn trong việc xuất khẩu sang bên kia biên giới, thậm chí phải đổ bỏ nông sản, thiệt hại lớn về tiền bạc, thì những đối tượng này lại có hành vi tán tận lương tâm, bóc cả xương tủy của người dân và doanh nghiệp. Hành vi trục lợi trên, sự vất vả, khó khăn của người dân như thế này thì cần phải xử lý nghiêm, cần thiết phải coi đây là tình tiết tăng nặng của hành vi phạm tội. Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân đã nói như vậy. Đại biểu Lê Thanh Vân cũng cho biết thêm, sự việc này khiến ông liên tưởng đến vụ việc công ty Việt Á đẩy giá thép kít mà Bộ Công an đang điều tra lên ở mức trên trời. Ông nói, dù hai lĩnh vực khác nhau, nhưng vụ Việt Á và vụ này có cùng điểm chung là các đối tượng đều lợi dụng sự khó khăn của nhân dân để trục lợi cho bản thân. Bắt người dân và doanh nghiệp phải nộp hàng chục triệu đồng, thậm chí là hàng trăm triệu đồng, thì quả thật là ăn trên xương tủy của người dân, ông Vân đã nói. Đây là hình ảnh đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân. Xe qua cửa khẩu nhanh hay chậm, nhờ nhà luật câu hỏi được đặt ra. Theo quy định, tại các cửa khẩu biên giới, các tài xế chở hàng phải ăn, nghỉ trên xe hoặc đến các khu cách ly tập trung tại cửa khẩu để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong khi đó, chủ xe, chủ hàng cũng không thể đến tận nơi để hoàn thiện thủ tục thông quan, xuất khẩu hàng hóa. Vì thế, việc xuất khẩu nhanh hay chậm đều trông chờ vào các nhà luật, là một dạng cò thủ tục hành chính. Lợi dụng việc thông quan khó khăn hơn so với trước đây, khoản tiền làm luật đã bị các nhà luật đẩy từ mức 6 đến 8 triệu đồng như thường lệ lên tới vài chục triệu đồng. Các lái xe, chủ xe không có cách nào khác là buộc phải chấp nhận. Đáng chú ý, chủ hàng muốn thông quan nhanh còn phải chi cả trăm triệu đồng để mua lốt. Xe nào mua lốt thì được lên cửa khẩu sớm hơn, còn không thì phải nằm chờ. Có khi thời gian chờ đến lượt thông quan cũng lên tới hơn 20 ngày. Chẳng hạn với một xe chở mít hay chở thanh long, nếu xe được thông quan sớm thì chủ hàng lãi lớn vì bên kia biên giới đang khan hàng. Còn nếu để 20 ngày hay một tháng sau mới đến lượt, lúc đó hàng sẽ bị thối, hỏng, ảnh hưởng đến chất lượng, dù được bảo quản lạnh đến mấy. Chính điều này mà nhiều chủ hàng chấp nhận bỏ ra số tiền lớn để được sớm lên cửa khẩu. Thời gian cao điểm có cả ngàn xe container xếp hàng thì việc mua lốt cũng không phải là dễ và giá đương nhiên cũng rất cao, có khi lên tới cả hơn 100 triệu đồng. Báo Giao thông cho biết như vậy.